sempat timui rubah Petro. Jumpuk mui. Sempat Petro jisawek ni preh Yesus Kris. Nyom penyau mokpun ni kecat kecai. Dail semnak nu sruk buntuh. Sruk Galati. Sruk Kapadokia. Sruk Asi. Neng sruk Bithona. Jipun ni aruh tang tam pavanyin ni preh. Doi ji preh wo vay da. Doi preh vinyin trung nye jip borisot. Đang bây ở bàn sát đạp bằng cổ. Prom tăng bàn trẻ lô hất nơi prea Yêsus Christ pro lưu khluôn. Số mãi nè rôn khní bàn prea cóp đại prea cun nâng sức đầy sốc sàn càn tài tràn lạng. Số mô sá đọt prea đọt chi prea vô bây đa nơi prea Yêsus Christ chi prea ôm chá nơi dương rôn khní. Đại trung bàn bằng cá dương lăng chi thơ mây. Tam sức đầy mê ta kà ra nà đọt thông rô bọt trung. Đang bây ở dương rôn khní bàn sức đầy xong khâm đò ru đòi xa prea Yêsus Christ trung rô phí sạp lăng vinh. Hơi ao dương ban mô rõ đọc đài mình chết phục rồi lùi, có ít sao mòn. Hơi mình đài sở phôn lời, chia mô rõ đọc đài bầm rong túc ao dương rõ khỉa nấu thàn xù. Cứ ao dương rõ khỉa đài prea chết sát đàn này prea, cùng phung tại thai rẻ xa, đào xa sức đây chùm nửa, xóm rạp ao ban sức đây xong cụ, đài prong priếp nâng xóm đáy mộc nấu chôn kroi bằng ổn nụ. Nè rõ khỉa có miên sức đây ổng nó chế khlăng, nông sức đây xong cụ nụ, tô bờ sọc ngay này. Trâu rong tuk prui chi yu bon tịch đòi cao miên sức đây lụng xem xem có đòi đám bây ai ca xa lô sức đây chùm nưa nè nè rõ kìa đò vì xe chương mi đài tay tài khôi tu bậc bàn xa nâng lương có đòi nụ bàn khơi xâm rạp chia sức đây xa xa kê chmuk nâng sức đây lô nông ca đài prê Yêsus Christ trung lịch mộc đài nè rõ kìa mình bàn khơi trung tê tại bàn sở lành trung, hai tu bàn nâu chọn ấy lâu ni, nẹ rõ khía nâu tại mình khơi trung tiết, cùng tại miền chết chưa đài, hai có trích o xa tô nông trung, đòi sức đây ổng nó đọc ra xa, đài rốt thay mình bàn. Đòi bàn tôi tu trong bóng phát nê sức đây chùm nưa rồi bàn nẹ rõ khía, cứ chia sức đây xong cửa đòi bà lưng. Ai bộ hào ra, chỉ nẹ bàn tiêu bì bà cun, đài phát đòi một nẹ rõ khía, kế bàn sơp xua, hơi không rốt ách đăng bí sức đầy xong cổ nụ. Chẳng xoay như rốt ách đăng bê về lìa, rưu kri giang ná đại bệ vị nhiên này bệ, kri đò xâm thất khăn ông kì. Trung trong ôl bằng hai khăn ông ca đại trung thu bằng tòa chìa môn, ông phí bệ kri, trâu rôn túc lòng bạ, hơi phí sri lò trong phần màn, đại trâu mộc tam cào. Tại trung bàn xâm đầy ở kì đăng thả, sức đầy tăng nụ mần mên xâm rạp kì tê, cứ xâm rạp dương rõ khía vinh. Cứ chia sức đầy tăng phần màn, đại ấy lâu ni. Phụ nẹp sai đâm nâng lo bàn pháp, mộc nẹ rõ khỉa, đòi prea vi nhiên bò ri sốt, đại trung bàn chát bì thàn su mộc, hơi phụ tê vật đà kò chô chết, trong phí nứt mơ sẽ đầy tàng nụ đài. Đôi chân này, chô kro vắt cùng nứt nẹ rõ khỉa ở mò môn chốc, chàng đâng khuôn. Hơi ở miên sẽ đầy sòng khâm cụp chùm phụ, đòi prea cun đại trục phát đol mộc đol nẹ rõ khỉa, nông ca đại prea Yêsus Christ trung lịch mộc phòng. Ở đôi chì phụ côn đã đạp bằng cọp, ất bằng đau tam sự đầy bóng bạc thân à, đã nẹ rõ khía miên, vì ca nâu lưu ngông vì đàm nụ lời. Tại, châu ấy nẹ rõ khía bàn bò rì sốt khăn ông cụp kỳ rìa tăng ổ, đôi chì bệ, đã hào nẹ rõ khía truông bò rì sốt đài. Tất bật miên sự đầy cháy tục mộc thả, châu ấy anh rõ khía bàn bò rì sốt, tất bật anh chì bò rì sốt. Hãy bởi dân chỉ nè rõ khí ông phiêu nè đọc trung, tục đôi chỉ bè vô bạch đa đại trung chùm nông chùm rè, tạm ca đại kì bà phật riêng khuôn. Ất rưu mục nẹ nà, nụ trâu tại bà phật đại cao khlai, nông ca đại nâu xâm nặng, nông chì vật nì, nâu lao chọc. Đói đăng thả, trung bàn luôn nè rõ khí, ai rùi bì kệ rìa Ất bà giao, đại bàn to bì phụ ai dạ cao mộc. Nụ mần mèn đòi rõ bọc phục rô lùi, đôi chỉ bà rưu mì nụ tê. Cứ bàn lúc đòi xa trẻ lo hất đòi vì xe rô bọc bạc kỳ vinh. Tục đôi chì chiêm này con chiêm ất chọc, ất lạ xa nàm. Đại bàn có tăng phí môn cầm nà lục cây mộc, tại tớp nâng lịch mộc nâu chọn cà rôi bóng ổn này, đàm bây chìa bà giao đòi nẹ rôl khí. Đại đòi xa trung, nụ nẹ rôl khí có chưa đòi bạc, đại bà rôi trung miên bà chôn nô rô bì xa lạp làng vinh. Prom tiang bà tiên, ai miên xa rây lò đàm bây ai sức đây chùm nửa, hơi nâng sức đây xong khâm rô bò nè rô khía, bàn chóp nâu nâng bệ. Nè rô khía bàn chùm rè xong át chất, đòi đáp tam sức đây phật. Xong rạp ai bàn sức đây sở lanh chìa bòng phá ôn ớt phút mì dìa. Đôi chân này, chô sở lanh khía tư vinh tư mộc chìa giang khlăng, đòi chất đòi xa át chọc.
ព្រះបានបង្កើតអ្នករាល់គ្នាជាថ្មីមិនមែនពីពូជដែលតែងតែពុករលួយនោះទេគឺពីពូជដែលមិនចេះពុករលួយវិញគឺជាព្រះបន្ទូលដ៏រស់ហើយនៅជាប់លាប់ព្រោះគ្រប់ទាំងមនុស្សប្រៀបដូចជាស្មៅហើយស្រីល្អទាំងប៉ុន្មានរបស់មនុស្សក៏ដូចជាស្មៅរីឯធម្មតាស្មៅនោះតែងតែក្រៀមស្វិតហើយផ្កាក៏រួយរុះទៅ តែឯព្រះបន្ទូលនៃព្រះអម្ចាស់នោះនៅជាប់អស់កាលជានិច្ចវិញគឺជាព្រះបន្ទូលនេះដែលបានផ្សាយមកអ្នករាល់គ្នាហើយជំពូក 2 ដូច្នេះដែលអ្នករាល់គ្នាបានលះបង់ចោលអស់ទាំងសេចក្តីគំរូនិងកិច្ចកលទាំងប៉ុន្មានព្រមទាំងពុតមីយាចិត្តច្រណែនហើយពាក្យនិយាយដើមគេទាំងអស់ចេញនោះត្រូវឲ្យសង្វាតរោគទឹកដោះសុទ្ធខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណវិញដោយជាទិរក់ដែលទើបនឹងកើត ដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានចម្រើនធំឡើងដរាបដល់បានសងគ្រោះគឺបើអ្នករាល់គ្នាបានភ្លក់ឲ្យដឹងថាព្រះអម្ចាស់ទ្រង់ល្អមែនឯអ្នករាល់គ្នាដែលកំពុងតែមកឲ្យទ្រង់ដ៏ជាថ្មរស់ដែលមនុស្សបានបោះបង់ចោលចេញតែព្រះបានជ្រើសរើសឲ្យរាប់ជាវិសេសវិញនោះអ្នករាល់គ្នាក៏បានស្អាងឡើងដូចជាថ្មរស់ដែរឲ្យបានធ្វើជាផ្ទះខាងឯវិញ្ញាណជាពួកសង់បរិសុទ្ធ សម្រាប់នឹងថ្វាយគ្រឿងបូជាខាងព្រលឹងវិញ្ញាណដែលព្រះទ្រង់សពព្រះហឫទ័យទទួលដោយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទពីព្រោះមានសេចក្តីចែងទុកមកក្នុងគម្ពីរថាមើលអញដាក់ថ្មជ្រុងមួយនៅក្រុងស៊ីយ៉ូនជាថ្មដែលជ្រើសរើសហើយវិសេសវិសាលអ្នកណាដែលជឿដល់ទ្រង់នោះនឹងគ្មានហេតុនាំឲ្យខ្មាស់ឡើយដូច្នេះដែលទ្រង់វិសេសនោះគឺវិសេសដល់អ្នករាល់គ្នាដែលជឿតែដល់ពួកអ្នកមិនជឿវិញ នោះថ្មដែលពួកជាងសង់ផ្ទះបានចោលចេញបានត្រឡប់ជាថ្មជ្រុងយ៉ាងឯកហើយជាថ្មដាដែលនាំឲ្យរវាចិត្តគេចំពប់នឹងព្រះបន្ទូលដោយព្រោះតែមិនជឿហើយគេក៏ត្រូវតម្រូវទុកសម្រាប់ការនោះឯងតែអ្នករាល់គ្នាជាពូជ្រើសរើសជាពួកសង់លួងជាសះបរិសុទ្ធជារាសដល់ជាគេអាករនៃព្រះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានសម្ដែងចេញឲ្យឃើញអស់ទាំងលក្ខណៈរបស់ព្រះ ដែលទ្រង់បានហៅអ្នករាល់គ្នាចេញពីសេចក្តីងងឹតមកក្នុងពន្លឺអស្ចារ្យរបស់ទ្រង់ពីដើមអ្នករាល់គ្នាមិនមែនជាសះណាមួយទេតែឥឡូវនេះជាសះរបស់ព្រះវិញពីដើមមិនបានទទួលសេចក្តីមេត្តាករុណាទេតែឥឡូវនេះបានទទួលហើយអោពួកស្ងួនគ្នាអើយខ្ញុំទូន្មានអ្នករាល់គ្នាទុកដូចជាពួកប្រទេសក្រៅហើយដូចជាពួកអ្នកដែលគ្រាន់តែសំណាក់នៅថាចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាជៀសពីសេចក្តីបងប្រាថ្នាខាងសាច់ឈាម ដែលត្រយុទ្ធនឹងព្រលឹងវិញ្ញាណចេញទាំងប្រព្រឹត្តដោយទៀងត្រង់នៅក្នុងពួកសាសន៍ដទៃដើម្បីនៅកន្លែងណាដែលគេនិយាយដើមពីអ្នករាល់គ្នាទុកដូចជាមនុស្សប្រព្រឹត្តអាក្រក់នោះឲ្យគេបានសរសើរដល់ព្រះនៅថ្ងៃដែលទ្រង់យាងមកប្រោះដោយគេឃើញការល្អរបស់អ្នករាល់គ្នាវិញចូលឲ្យចុះចូលនឹងគ្រប់ទាំងច្បាប់នៃមនុស្សលោកដោយយល់ដល់ព្រះអម្ចាស់ទោះបើនឹងស្ដាច់ទុកជាធំបណ្ដាច់ឬនឹងចាវាយទុកដូចជាអ្នកដែលស្
ដល់ពួកអ្នកដែលប្រព្រឹត្តល្អវិញត្បិតព្រះទ្រង់សពព្រះហឫទ័យឲ្យបំបត្តិពាក្យសម្ដីចំគួតរបស់មនុស្សខ្លៅល្ងងចេញដោយសារកិរិយាល្អគឺត្រូវចុះចូលទុកដូចជាមនុស្សមានសេរីភាពតែមិនមែនដោយប្រើសេរីនោះដើម្បីនឹងបំបិតបំបាំងសេចក្តីអាក្រក់ឡើយត្រូវចុះចូលដូចជាអ្នកបំរើរបស់ព្រះវិញចូលរាប់អានដល់មនុស្សទាំងអស់ហើយស្រឡាញ់បងប្អូនកោតខ្លាចដល់ព្រះព្រមទាំងគោរពប្រតិបត្តិដល់ស្ដេចផង ឲ្យពួកអ្នកបំរើអើយចូលចុះចូលចំពោះចវាយដោយកោតខ្លាចគ្រប់យ៉ាងមិនមែនត្រឹមតែចវាយណាដែលស្លូតបូតល្អប៉ុណ្ណោះទោះទាំងចវាយដែលកាចក៏ដែរត្បិតបើអ្នកណាត្រូវព្រួយលំបាកទាំងរងទុកឥតហេតុដើម្បីឲ្យបានបញ្ញាចិត្តជ្រះថ្លានៅចំពោះព្រះនោះគួរសរសើរហើយបើអ្នកទ្រាំឲ្យគេវាយដោយអំណត់ដោយព្រោះបានធ្វើបាបនោះតើនឹងមានសេចក្តីប្រសើរអ្វី តែបើអ្នកបានប្រព្រឹត្តល្អហើយទ្រាំឲ្យគេធ្វើទុកដោយអត់ទ្រាំវិញនោះទើបជាការដែលគាប់ព្រះហឫទ័យនៅចំពោះព្រះមែនត្បិតទ្រង់បានហៅអ្នករាល់គ្នាមកឯសេចក្តីនោះឯងពីព្រោះព្រះគ្រីស្ទក៏បានរងទុកជំនួសយើងដែរទាំងទុកតម្រាប់ឲ្យយើងរាល់គ្នាដើរតាមលំអានដាននៃទ្រង់ទ្រង់មិនបានធ្វើបាបសោះក៏មិនឃើញមានកិច្ចកលអ្វីនៅព្រះអស់ទ្រង់ឡើយ កាលគេបានជេរប្រមាថដល់ទ្រង់នោះទ្រង់មិនបានជេរតបវិញទេខណៈដែលទ្រង់រងទុក្ខនោះក៏មិនបានកំហុសកំហែងដល់គេដែរគឺបានប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់ទៅព្រះ
ដែលជំនុំជម្រះដោយសុចរិតវិញទ្រង់បានទុកអំពើបាបរបស់យើងរាល់គ្នានៅលើរូបអង្គទ្រង់ជាប់លើឈើឆ្កាងដើម្បីឲ្យយើងបានរស់ខាងឯសេចក្តីសុចរិតដោយបានស្លាប់ខាងឯអំពើបាបហើយគឺដោយស្នាមជួមរបស់ទ្រង់ដែលអ្នករាល់គ្នាបានជាត្បិតពីដើមអ្នករាល់គ្នាប្រៀបដូចជាជាមដែលវង្វេងតែឥឡូវនេះបានត្រឡប់មកឯអ្នកគង់វាលជាអ្នកថែទាំប្រលឹងអ្នករាល់គ្នាវិញហើយជំពូក 3. ឯពួកស្រីស្រីត្រូវចោះចូលចំពោះប្តីខ្លួនបែបដូច្នោះដែរដើម្បីបើមានអ្នកណាដែលមិនព្រមស្ដាប់បង្គាប់តាមព្រះបន្ទូលនោះប្រពន្ធនឹងទាញចិត្តមកបានដោយសារកិរិយាល្អក្រៅពីព្រះបន្ទូលដោយអ្នកនោះឃើញកិរិយាបរិសុទ្ធដែលប្រពន្ធប្រព្រឹត្តយ៉ាងកោតខ្លាចដល់ព្រះទាំងតែងខ្លួនមិនមែនដោយបែបខាងក្រៅដូចជាក្រងសក់ពាក់មាសឬសំលៀកបំពាក់ផ្សេងៗឡើយគឺតែងចំពោះមនុស្ស លក្ខកំបាំងក្នុងចិត្តវិញដោយគ្រឿងដ៏មិនចេះពុករលួយរបស់វិញ្ញាណសំឡូតហើយរុំទុំនោះឯងជាសក្តីដែលមានតម្លៃពិសេសនៅចំពោះព្រះត្បិតពីដើមពួកស្រីស្រីបរិសុទ្ធដែលសង្ឃឹមដល់ព្រះក៏បានតែងខ្លួនយ៉ាងដូច្នោះទាំងចោះចូលចំពោះប្តីខ្លួនដែរដូចជានាងសារ៉ាបានចោះចូលនឹងលោកអាប់រ៉ាហាំព្រមទាំងហៅលោកជាម្ចាស់ផងឯអ្នករាល់គ្នាក៏បានត្រឡប់ជាពូជនាងនោះដោយបានប្រព្រឹត្តល្អ ឥតភិតភ័យនឹងស្តីស្ញែងខ្លាចណាឡើយឯពួកប្រុសៗនោះក៏ត្រូវនៅជាមួយនឹងប្រពន្ធដោយប្រាជ្ញាដែរដូចនឹងគ្រឿងភេជ្ជៈដែលខ្សោយជាងគឺជាមនុស្សស្រីព្រមទាំងរាប់អាននាងទុកដូចជាអ្នកក្រងព្រះគុណនៃជីវិតទុកជាមរតកជាមួយគ្នាដើម្បីកុំឲ្យមានអ្វីបង្អាក់ដល់សេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់អ្នករាល់គ្នាឡើយក្រោយបងអស់នេះចូរឲ្យគ្រប់គ្នាមានគំនិតតែមួយ ព្រមទាំងមានចិត្តអាណិតអាសូរហើយស្រឡាញ់គ្នាជាបងប្អូននិងមានចិត្តទន់សណ្ដោសហើយសុភាពអត់ធ្វើការអាក្រក់ស្នងនឹងការអាក្រក់ឬពាក្យប្រមាថស្នងនឹងពាក្យប្រមាថឡើយគឺត្រូវឲ្យពោវិញដោយដឹងថាទ្រង់បានហៅអ្នករាល់គ្នាមកឯសេចក្តីនោះឯងដើម្បីឲ្យបានព្រះពរទុកជាមរតកត្បិតអ្នកណាដែលចូលចិត្តចង់ស្រឡាញ់ជីវិតហើយចង់ឃើញគ្រាដ៏ល្អនោះត្រូវបញ្ជាអណ្ដាតពីសេចក្តីអាក្រក់ចេញ ហើយបបោមាត់ក៏ដែរកុំឲ្យពោលពាក្យប្រកបដោយឧបាយកលឡើយត្រូវឲ្យអ្នកនោះបែរចេញពីការអាក្រក់ប្រយោជន៍ឲ្យបានធ្វើការល្អវិញត្រូវស្វែងរកហើយដេញតាមសេចក្តីមេត្រីភាពពីព្រោះព្រះនេតនៃព្រះអម្ចាស់តែងតូតលើមនុស្សសុចរិតឯព្រះការទ្រង់ក៏ទៀងស្ដាប់ពាក្យទូលអង្វររបស់គេតែព្រះភ័ក្រព្រះអម្ចាស់តែងទោសទៅទឹងនឹងពួកអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់វិញ បើអ្នករាល់គ្នាឧស្សាហ៍នឹងប្រព្រឹត្តកាលល្អនោះតើមានអ្នកណានឹងធ្វើបាបដល់អ្នករាល់គ្នាតែបើអ្នករាល់គ្នាត្រូវរងទុកដោយព្រោះសេចក្តីសុចរិតវិញនោះអ្នករាល់គ្នាមានពរពិតមិនត្រូវឲ្យអ្នកខ្លាចចំពោះសេចក្តីស្ញែងខ្លាចរបស់គេឡើយក៏កុំឲ្យថប់បារម្ភដែរចូរឲ្យតាំងប្រក្រិះឡើងជាបរិសុទ្ធនៅក្នុងចិត្តអ្នករាល់គ្នាទុកជាព្រះអម្ចាស់ចុះហើយឲ្យប្រុងប្រៀបជានិច្ចដោយសុភាពហើយកោតខ្លាចដើម្បីនឹងតប
ាំងមានបញ្ញាចិត្តជ្រះថ្លាដើម្បីឲ្យពួកអ្នកដែលនិយាយដើមពីអ្នករាល់គ្នាទុកដូចជាមនុស្សប្រព្រឹត្តអាក្រក់បានអៀនខ្មាស់វិញដោយព្រោះគេនិយាយបង្កាច់ពីកិរិយាល្អដែលអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តក្នុងព្រះគ្រីស្ទត្បិតបើព្រះទ្រង់សពព្រះហឫទ័យឲ្យអ្នករាល់គ្នារងទុក្ខនោះស៊ូរងដោយព្រោះការល្អជាជាងការអាក្រក់ព្រោះព្រះគ្រីស្ទទ្រង់បានរងទុក្ខម្ដងដោយព្រោះបាបដែរគឺជាព្រះដ៏សុចរិតទ្រង់រងទុក្ខជំនួសមនុស្សទុច្ចរិតដើម្បីនឹងនាំយើងរាល់គ្នាទៅដល់ព្រះដោយទ្រង់ត្រូវគេធ្វើគុតខាងសាច់ឈាមតែបានព្រះវិញ្ញាណប្រោះឲ្យរស់វិញហើយដោយនៅព្រះវិញ្ញាណនោះឯងទ្រង់បានយាងទៅប្រដៅដល់ពួកវិញ្ញាណដែលជាប់ឃុំជាពួកអ្នកដែលពីដើមមិនព្រមជឿគឺក្នុងខណៈដែលសេចក្តីអត់ធ្មត់របស់ព្រះបានរងចាំនៅចំនួនលោកណូអេកាលលោកកំពុងតែធ្វើទូកធំហើយនៅក្នុងទូកនោះមានមនុស្សតែបន្តិចគឺ8អ្នកប៉ុណ្ណោះដែលបានរួចដោយសារទឹកដែលទឹកនោះហើយជាគំរូពីបុណ្យជ្រមុជដែលជួយសងគ្រោះអ្នករាល់គ្នាសពថ្ងៃនេះមិនមែនជាការសម្អាតក្អែលរបស់រូបសាច់ចេញទេគឺជាសេចក្តីសន្មតរបស់បញ្ញាចិត្តដ៏ជ្រះថ្លាចំពោះព្រះវិញដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់មានព្រះជន្មនោះរស់ឡើងវិញដែលទ្រង់បានយាងចូលទៅក្នុងស្ថានសួគ៌គង់នៅខាងស្ដាំនៃព្រះទាំងមានពួកទេវតាពួកមានអំណាចនិងពួក
miên ất rứt tiếng phụt màn chốc chôl nâng trông đài, chùm phục buồn. Đối chân này đại bà kri, trông bàn rông tục nông xa chiêm chùm nô dương rồi hơi, nụ trâu ai nè rô khní miên cùm nất đối chân nọ đài, tục chì cường ca bia khuôn. Bất nẹ na đại bàn rông tục nông xa chiêm, nụ bàn chốc khang ai ông phơ bạp hơi. Đám bây cùng ai bong phê đại xò, nâng rô nâu khang xa chiêm. Tam tại sự đầy bong bạc na rô bò mânu tiệt lời. Cứ tam bầm non pre hà tây nê pre huynh. Tất bất đại bị đàm, dân rõ khí nếp bàn thua tam bầm non chết rô bò sạc đọt tây. Đang đá khăn nông sức đầy ác áp hi, ca sạp sạp, ca châm nô sạ. Si phật chủ rô, ca bà mật, nâng ca thoai bằng cung rô pre. Đại sốt tay khốc chú bạp, nụ lầm ôm đò dương hơi. Kế có chú ngò, đại nẹ rõ khí nếp mần rốt tâu. Tam sức đầy khốc ác rõ đò hô hi, chú mùi nâng kê đại. Bạn chỉ kì bà mát đo nè rõ khní. Tại kì nâng trâu rõp riêp tu đo bè vinh. Đại trung riêp nâng chùm nông chùm rè. Tiang mânu ruo nâng mânu slap. Hay nâng bàn chìa. Bàn sai đâm nâng lo tư mânu đại slap hai đai. Đàm bây ở kì trâu chóp chùm nông chùm rè khang ai xa chiêm. Tam bạch mânu. Tại ở kì bàn ruo khang ai vị nhiên tam bè vinh. Rí ai chông bông phót nê rô bò tiang ọ. Nụ chết đo hai. Rồi chân này. Chỗ ai miên cùng nứt nâng thân, hãy chăm dìm khăn ông sẽ đầy ạ thị thàn cho. Tại môn đồng bông bông ơ, tàu ai nẹ rô khăn miên sẽ đầy sở lanh khăn, hỏi ơ, vì chật. Tàu bật sẽ đầy sở lanh, nâng cổ băng ông phơ bạp chi ả nạch ả non. Chỗ bà phết nâng khăn, đòi sẽ đầy chào rào, ất miên tàu ôn tài lời. Cứ đòi không bỏng ra khăn tàu huynh tàu mộc, tàm ông nói tiên đã cổ khăn bàn tàu tùl mộc. Tục đôi chỉ nẹ chai chai giang là ơ, nây bà con đọc bay chỉ tràn phơ huynh. Bà nẹ nà ạ thị bài, nụ trâu tại ạ thị bài, đôi chì nẹ đại bình chênh bè bình tù nè bè. Hơi bà nẹ nà bòm ra, nụ trâu bòm ra đòi cầm lăng đại bè bà tiên ai. Đám bây ai bè bàn thang lăng khnông cụp ca tiếng ọc. Đòi xa bè Giê-xu Christ, đà trung miên xa rây lò, nâng bè chê sạ nâng ọc ca chê ních riêng riệp to tâu. Amen. Bộ xung ngôn thịa ơi, gồm ai miên phái khnông chết, đòi phương đọc đào cỏ hài, đà cầm phung tay lạ bòn nè tục đôi chỉ cao miên sức đây chậm lại nụ lời. Trâu o sợ bài vinh, đòi bố miên chậm này khi nông ca rung tục rô bọc bạc kri. Đám bây ở nè rô khí nha bàn trái o rí rí chìa khlăng, khi nông ca đại sở rây lò truông lệch mộc. Bởi xin chỉ kê tế điên nè rô khí nha, đòi bố bạc kri, nụ miên phô hơi. Vì bố, bè vi nhiên đò miên sở rây lò, cứ chỉ bè vi nhiên này bè. Truông xâm thất lư nè rô khí nha hơi. Cũng bây ở nè rô khí nha mùi rung tục tục. Đói bố xâm lạp kê, rư luộc kê, rư thua ca ạc rõ, rư xiết cho khăn ca rô bò nẹ đọt tay lời. Tại bà rôn tục, đói bố chìa bộ Christian vinh, nụ cùm ai khám ai xó. Chô xa xa đồng càng đọt phê, đói bố niêm nụ vinh. Bất bê vi lia, đại sức đây chùm nôm chùm rè trâu chạp đàm, bị đầm nạn nây bè tàu. Nụ ban mục đọt hơi, bà xân chia, chạp tăng bì dương rô lạc nia chì môn đồ chân nè, nụ ta chông bòm phót rô bò bộ nẹ. Đại mình chưa tam đồng nâng là ô này bệnh, nâng ban chỉ dàng đôi mà đầy tớ. Bà mình nữ xô chết bàn ruột đòi bị bà phong, nụ phụ thơm lơ mơ, nâng phụ miên bạp, nâng lịch mộc nâu ai nà. Đôi chân nè, phụ nẹ đại rôn tục tam bệnh hà tây này bệnh, nụ trọc nhau bà lưng khuôn tục nâng bệnh. Đó bằng co bằng ca đại trung xa mọc trọng, đòi khuôn bà bệnh ca là ô chọc chung phục. Pram. Ai phụ chạc tùm, nông phụ nẹ rôn khní. Nụ khí nhóm, đại chí nẹ chắc tôm đại. Hơi chí sma bằng tuol vì ca rung tục rô bò bạc kri. Chí nẹ miên chôm nay khăn ông sợi lò đại trâu lệch mộc. Khí nhóm xôm tuôn miên thả. Chô khuyên vông chiêm rô bò bạc kri. Đại nâu chí mùi nâng nẹ rôn khí nha chô. Tiếng cực rông đại sma phí chất. Mình mên đòi bằng khóm tê. Có mình mên đòi chong ban cầm rai đại. Cứ đòi quạp chất vinh. Mình mên bẹp đô chí miên ẩm nách lưu rô bò trọt tê. Cứ đam bây ở bàn thua chỉ cùng rú đào vùng chiêm vinh bằng nọc. Rùi cao nà, mê phụ nẹ cùng viên bàn lệch mộc. Nụ nẹ rò khí nha nâng tự tu phương chây, đài mình chết sở bồn lời. Hãy nẹ rò khí nha đài nâu khmênh, nụ trâu châu châu nâng phụ chá tùm đài. Hơi trâu ai cực khí nha miền chất sụp hiếp đào khí nha tự vinh tự mộc. Vì bố, bệ trung tay to tăng nâng mânu út an. Tại đòi bệ khôn đào phụ riệp xa vinh. Đôi chân này, châu ai nè rõ khí nha bằng tiếp khuôn, nợ kram bè hoa đọc phù cài rô bọc bè cho. Đám bây ai trung bàn đồng càng nè rõ khí nha lãng, nâu vi lia khom nọt. Hai chụp tê cực tiền sạch tục rùi rô bọc nè rõ khí nha tù lưu trung. Bất trung tay nhô bè tê tục đặng,
nâng nẹ rôl khní. Châu ai đâng khluôn hai chăm dìm chốc, bruh á rẹt đại chức măng sát trâu rô bò nẹ rôl khní, viết tay đa cổ vè tàng cổ hâm đô chết sân, đám bây nâng rôp nẹ nà đà viên nâng trọ bạc lệp bàn. Châu tò su nâng vi, đòi miên chất chưa mò muôn, tàng đâng thả, bộ bóng ôn rô bò nẹ rôl khní, đà nức nông lục cây ni, kê công phung tà rông tục lùm bạc đô chí nẹ đai. Rì ai bè, đòi miên bạc quân sọp cổ ដែលទ្រង់បានហៅយើងរាល់គ្នាមកក្នុងស្រីល្អនៃទ្រង់ដល់នៅឱកាសជានិច្ចដោយព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូនោះសូមទ្រង់មេត្តាប្រោះឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានគ្រប់លក្ខទាំងចម្រើនកម្លាំងហើយតាំងអ្នករាល់គ្នាឲ្យមមមួនឡើងក្នុងខណៈក្រោយដែលបានរងទុក្ខបន្តិចសូមឲ្យទ្រង់បានស្រីល្អនិងព្រះជេស្តានៅឱកាសជានិច្ចជារៀងរៀបតទៅអាមែនខ្ញុំបានសរសេរយ៉ាងខ្លីខ្ញុំមកអ្នករាល់គ្នាដោយសារអ្នកស៊ីវ៉ាន់ ដែលខ្ញុំរាប់ទុកជាបងប្អូនស្មោះត្រង់ពិតតាមពីនឹងទូនមានហើយធូបបន្តថាព្រះគុណនៃព្រះដែលអ្នករាល់គ្នាកាន់ខ្ជាប់តាមនោះជាព្រះគុណពិតប្រកបហើយពួកជំនុំនៅក្រុងបាប៊ីឡូនដែលទ្រង់បានរើសតាំងជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាដែរព្រមទាំងអ្នកម៉ាកុសជាកូនខ្ញុំផងគេជម្រាបសួរមកអ្នករាល់គ្នាសូមជម្រាបសួរគ្នាទៅវិញទៅមកដោយថើបដល់កើតអំពីចិត្តស្រឡាញ់សូមឲ្យអ្នករាល់គ្នាដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូបានប្រក